Nếu như anh em đang muốn chơi bật lửa mà có ngân sách tầm khoảng hơn 600.000, cụ thể là tầm 630.000 anh em nhé, thì anh em nên chọn một cây bật lửa Zippo giá rẻ hay là một cây bật lửa Zoro cao cấp. Nếu như anh em đang có cùng một cái thắc mắc này thì hãy xem hết clip này anh em nhé. Để mà biết nên mua cây nào thì mình phải đưa ra các biện pháp so sánh anh em nhé. Thì cụ thể là mình sẽ so sánh trên 5 cái thông số, một là thương hiệu anh em nhé, hai là độ bền, ba là cái tính thẩm mỹ, bốn là cái công năng sử dụng và năm là cái độ hiếm anh em nhé. Và mình sẽ đánh giá điểm chi tiết từng sản phẩm cho anh em xem. Trước tiên thì mình sẽ đánh giá về cây Zippo này trước anh em nhé. Về cái thương hiệu của sản phẩm ấy, thì đây là một cái sản phẩm đến từ nước Mỹ anh em nhé, hàng chính hãng đến từ nước Mỹ. Và cái thương hiệu Zippo nó được sản xuất năm 1932, tức là nó ra đời cách đây 92 năm rồi anh em nhé, nó tồn tại rất là lâu rồi. Nên là mình sẽ đánh giá một cái thương hiệu của nó với cái số điểm tuyệt đối đó là 10 trên 10 anh em nhé. Tiếp theo đến cái độ bền của sản phẩm thì Zippo rất là nổi tiếng về cái độ bền bỉ của sản phẩm rồi, nó rất là bền anh em nhé, cực kỳ bền. Nó bền anh em dùng tầm khoảng vài ba năm thì nó hầu như không thể hỏng được anh em nhé. Tuy nhiên cái cây Zippo ấy, nó bền thì nó cũng tùy từng cây anh em nhé. Ví dụ như cái sản phẩm này anh em dùng thì nó cũng không không lo bị rơi bánh xe hay là gãy bản lề anh em nhé, rất là bền. Nhưng mà nếu như anh em dùng vài ba năm mà anh em không bảo quản tốt ấy, anh em cứ để trên bàn rồi anh em kéo đi kéo lại thì cái sản phẩm này nó vẫn có thể bị xước sát anh em nhé. Mặc dù cái sản phẩm này nó bọc một lớp chrome cực kỳ cứng luôn, nhưng mà không bảo quản tốt thì nó vẫn có thể xước. Còn nói đến cái khả năng mà nó có thể bị bay màu không ạ, thì đá mạ thì chắc chắn sẽ bay anh em nhé, mạ thì chắc chắn sẽ dùng lâu nó sẽ mòn. Tuy nhiên nếu anh em dùng tầm khoảng 5 7 năm thậm chí cả hàng chục năm thì cũng không thể mòn được anh em nhé. Có một số cái cây mà mình thấy bị mòn cái lớp mạ này, nó mòn thì nó thường mòn ở các cái cạnh viền đây. Để mà thấy được cái lớp mòn như thế thì mình chỉ thấy những cái cây xuất hiện từ năm 1970 mấy thì mình thấy mòn thôi, chứ những cái cây la mã người ta dùng cả hàng chục năm thì mình cũng không thấy cái trường hợp bị mòn anh em nhé. Đấy. Còn về cái độ bền khi mà nó có sử dụng, khi mà anh em nhớ tay làm rơi rớt ấy, thì cái sản phẩm này nó là một cái phổ thông nên là nó có cái vỏ tiêu chuẩn anh em nhé. Nếu như anh em dùng không cẩn thận mà làm rơi thì nó có thể vẫn có thể cấn móp anh em nhé, đặc biệt là rơi cái độ cao, rơi cao xuống thì nó có thể bị móp đấy, móp trên móp dưới đây. Nên chính vì vậy mình sẽ đánh cho cái cây này giá là 8 trên 10 điểm về cái độ bền anh em nhé. Cái số 3 nói về cái độ thẩm mỹ của sản phẩm thì mình đánh giá cây này nó cũng khá là đẹp về cái độ thanh mảnh của sản phẩm anh em nhé, nó rất là thanh tao lịch sự bóng. Nói chung cái sản phẩm này mình đánh giá cũng khá là ok về cái vẻ đẹp của sản phẩm anh em nhé. Mộc đáy thì nó chữ rất là rõ ràng. Đấy. Bên trong cái ruột thì các chi tiết rất là sắc sảo luôn, cổ đá này đều tròn, bánh xe thì cắt xéo sâu. Đấy. Cái búa thì rất là mịn anh em nhé, cái búa rất là mịn màng này. Nó đẹp từng chi tiết nhỏ anh em nhé. Và bên trong thì đây, cái đinh tán ở bên trong nó, cái đinh mà nó tán cái lưỡi gà cũng rất là đẹp luôn. Thì về cái độ thẩm mỹ ấy, sản phẩm này thì mình đánh giá 8 trên 10 anh em nhé. Nó đẹp nhưng mà mình thấy là nó hơi đơn điệu một chút, nó không có họa tiết hoa văn gì cả anh em nhé, là mình sẽ đánh giá 8 trên 10. Cái thứ tư nói về công năng sử dụng thì công năng thì nó sẽ nói đến cái phần nhảy lửa anh em nhé. Thứ nhất là nhảy lửa, thứ hai là có cầm xăng tốt không, thứ ba là chống gió. Thì cả ba cái vấn đề này thì Zippo nó làm rất là tốt, rất là nhảy lửa luôn. Thậm chí khi mà mình quẹt, mình kết hợp với xăng Zippo xịn nha, mình chỉ dùng tầm khoảng phần tư vòng thôi là lửa đã lên rồi. Đấy, rất là nhảy lửa. Còn nói về cái độ chống gió thì Zippo là vua của các loại bật lửa chống gió rồi, chống gió rất tốt. Còn nói về độ cầm xăng thì nó cầm xăng tầm khoảng trên dưới một tuần lễ anh em nhé. Đấy, nên là mình sẽ đánh giá cái công năng sử dụng là 10 trên 10. Còn nói về độ hiếm của sản phẩm thì cái sản phẩm này nó không hiếm anh em nhé, anh em có thể mua bất kỳ shop nào. Đấy. Shop nào nếu mà bán Zippo xịn đời mới thì đều có cái cây này hết anh em nhé. Cây này ra đời rất là lâu rồi, những cái dòng mà trắng bóng như ra đời từ mình không nhớ từ năm nào, mà cái đời từ năm 1970 mấy là mình đã nhìn thấy những cái cây trắng bóng thế này rồi. Về cái độ hiếm thì mình đánh giá cây này không cao anh em nhé, 7 trên 10 điểm, rất là dễ mua.
Tổng kết lại, cái cây Zippo này được 43 trên 50 điểm anh em nhé. Tiếp theo, mình sẽ đánh giá đến cái cây Zoro cao cấp này anh em nhé. Đây, cái sản phẩm Zoro cao cấp này. Và để cho anh em tiện theo dõi thì cả hai cái sản phẩm này mình đã có chụp ảnh rất là rõ ràng và quay video rất là cụ thể chi tiết từng sản phẩm rồi. Anh em thích cái nào thì anh em có thể kích vào phần đường link bên dưới phần mô tả hoặc bình luận nhé, xem ảnh và xem video. Ok, đến với cái phần so sánh thì mình cũng đánh giá chính năm chi tiết như thế anh em nhé. Thứ nhất về thương hiệu, thì thương hiệu của cái sản phẩm này nó đến từ thương hiệu Zoro anh em nhé. Zoro, Zoro là một cái thương hiệu nổi tiếng ở Hồng Kông. Và cái thương hiệu này nó ra đời từ năm 2008 anh em nhé. Tức là nó ra đời cách đây 16 năm rồi. 16 năm cũng khá là lâu, nhưng đối với một thương hiệu thì mình đánh giá cũng là bình thường anh em nhé. Thương hiệu này cũng còn khá là non trẻ. Chính vì vậy mình cho nó tầm khoảng 7 trên 10 điểm anh em nhé. 7 trên 10 điểm. Thứ hai, nói về cái độ bền của sản phẩm. Thì cái sản phẩm này rất là bền luôn. Trước tiên mình sẽ test âm cho anh em nghe và cho anh em xem cái độ dày của sản phẩm. Cái độ dày thì mình lấy cái thước mình cho anh em xem nhé. Mình sẽ kẹp thử cho anh em xem. Cái độ dày của nó rơi vào tầm hơn 1 ly anh em nhé. Hơn 1 ly. Và cái cây Zippo phổ thông thì sao? Mình cũng đang tò mò về cái độ dày của cái sản phẩm này. Đây, 0,56 anh em nhé. Tức là cái cây này này, nó dày cỡ gấp đôi cái cây Zippo phổ thông. Và cái cây Zippo phổ thông thì nó dày chắc cũng ngang ngửa cái ruột của cái này thôi. Nó dày hơn cái ruột của cái cây này một chút xíu thôi, không có nhiều anh em nhé. Độ bền của nó thì chắc chắn là nó sẽ bền rồi anh em nhé. Tại vì cái vỏ siêu dày luôn. Đây. Nếu mà siêu dày như này thì anh em dùng khi mà anh em chẳng may có làm rơi rớt ở trên cái độ cao nhất định xuống thì nó sẽ hạn chế cái việc bị cấn móp anh em nhé. Và đặc biệt là cái dòng sản phẩm này nó bằng đồng nguyên khối. Đồng nguyên khối anh em nhé. Cụ thể là đồng đỏ nguyên khối. Chính vì vậy khi mà anh em dùng mà chẳng may nó có sức tơ tơ ấy, thì anh em lau nó đi thì cái vết sức nó sẽ bị biến mất anh em nhé. Và từ những lý do trên thì mình đánh giá cái độ bền của sản phẩm này là 10 trên 10 anh em nhé. 10 trên 10 điểm. Còn nói về thẩm mỹ thì sao? Cái cây này thì mình đánh giá thẩm mỹ rất là cao. Đấy. Cái độ hoàn thiện rất là sắc sảo anh em nhé. Nó có chủ đề đẹp này, được khắc công nghệ 360 độ multicut này, từ mặt trước này, khắc qua cạnh bình này, đấy, vắt qua mặt sau, vắt qua các mặt luôn này anh em nhé. Đấy, là thứ nhất. Thứ hai, khắc các cái chủ đề này xong thì những cái chỗ này này, lõm lõm này này, thì họ sẽ khắc bằng tay anh em nhé, khắc thủ công. Chính vì vậy là không có cây nào giống cây nào anh em nhé. Và nó làm để thiết kế ra được cây này thì mình thấy là sẽ rất là lâu. Đấy, họa tiết đẹp. Và mình đánh giá là cái thẩm mỹ của cái vỏ này là tốt anh em nhé. Cái vỏ này là đánh giá là tốt, tuyệt vời đấy. Nó có thêm một cái lá thép ở bên dưới cái bản lề này, nó lè ra thành hai. Thì cái thiết kế này nó làm cho nó chắc chắn hơn nữa anh em nhé. Đây. Ngoài ra thì nó có một vài cái chi tiết mình cũng chưa hài lòng cho lắm với cái cây Zoro này. Thứ nhất là cái khoảng cách của cái bánh xe này và cái này này thì nó vẫn còn hơi hở một chút anh em nhé. Nếu như công ty Zoro mà nó đẩy cái này vào khít hơn một tí nữa thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Và thêm một cái điểm nữa là cái búa của cái cây Zoro, tất cả những dòng Zoro luôn anh em nhé, thì cái búa nó sẽ không mịn màng bằng cái búa của cây Zippo. Đây cho anh em xem này, cái búa của cây Zippo nó rất là mịn màng, vuông thành sắc cạnh anh em nhé. Còn Zoro thì nó tròn, mình cảm giác nó hơi tù tù một chút. Và từ những lý do trên thì mình đánh giá cái độ thẩm mỹ của cây này thì nó rơi vào tầm 9 trên 10 điểm anh em nhé. 9 trên 10 điểm. Còn về công năng sử dụng của sản phẩm thì nó rất là nhạy lửa luôn. Đấy, anh em thấy tia lửa bắn ra rất là nhiều. Và khi mà anh em kết hợp xăng đá bấc của Zippo vào thì nó cầm xăng cũng tầm khoảng 1 tuần anh em nhé, hoặc hơn nữa. Còn thiết kế của nó thì tương tự so với Zippo rồi, nên là nó chống gió cũng rất là tốt. Chính vì vậy là cái công năng sử dụng của nó là mình đánh giá là 10 trên 10 anh em nhé. Còn nói về cái độ hiếm của sản phẩm, cái cây này thì trên thị trường là nó mới xuất hiện thôi anh em nhé. Mới xuất hiện từ khoảng mấy tháng gần đây thôi. Đấy, nó như thế anh em nhé. Nên là cũng rất ít người bán, ít nơi bán anh em nhé. Hầu như là chỉ có shop Zipman mình là phân phối cây này thôi. Nhập nó cũng rất là khó. Đấy, nên là mình đánh giá cái độ hiếm của sản phẩm này là 9 trên 10 anh em nhé.
Tổng kết lại thì cái cây này được 45 trên 50 điểm anh em nhé. Để so sánh với cây này với cây Zippo thì cây Zippo là 43 trên 50, còn cây Zoro này là 45 trên 50. Đây là cái so sánh nhận định cá nhân của mình, thì mình đánh giá là cây này nên anh em nên mua hơn anh em nhé. Tại vì là nếu anh em mua cây này thì sau này anh em muốn chơi cây nữa thì anh em mua cây này cũng rất là dễ dàng, mua cây trắng cũng rất là dễ dàng. Nhưng mà bây giờ anh em mua cái trắng thì sau này anh em muốn mua cái này thì chưa chắc nó đã còn anh em nhé. Ok, chính đây là cái nhận định đánh giá cá nhân của mình. Anh em có ý kiến gì thì anh em có thể bình luận bên dưới cho mình biết với nhá. Còn nếu như anh em muốn xem hai sản phẩm này hoặc mua hai sản phẩm này thì có thể bình luận bên dưới, hoặc là kích vào đường link bên dưới phần bình luận mô tả, hoặc là gọi điện số điện thoại, hoặc kích bạn Zalo. Để cho anh em tiện theo dõi thì cây này có mã số mình đánh dấu trên đây anh em nhé, Z250. Cây này thì shop đang bán với giá là 630.000. Còn cái cây Zoro này cũng là giá 630.000 anh em nhé, có mã số là RR119 anh em nhé. Vâng, hai cái này anh em muốn lấy cái nào thì nhanh tay alo cho shop nhé. Vâng, anh em xem video cho shop xin một đăng ký kênh và một like. Cần thêm thông tin gì thì cứ lên Google chữ zipman.vn nhé. Vâng, kính chào tạm biệt.